đến một ba tư trung kính. Và em sẽ bán cái áo em đang mặc cho anh em. Cái áo này em mua cũng tầm 5-7 năm rồi. Cái giá ngày xưa em mua là 2,3 triệu. Bây giờ thì mặc 5-7 năm thì nó cũng hao mòn nhiều. Em sẽ bán lại cho mọi người với giá là 2,2 triệu. Bạn nào cần thì cứ đến 134 trung kính thì em sẽ bán lại nhé. Anh em hỏi áo giá nhiều quá. Và chúng ta đến với chung kết của cam thủ đến từ team Sparta. Ồ, chúng ta có Seng AC hay gì? Và Seng trong tay của cầu thủ Chim Xe. AC trong tay của cầu thủ Bùi Phương Nam. Egypt của Mạnh Hào và Katarian đến từ U98. Đội bạn có Quýt cầm Kata, có Pan đến từ Tây Úc. Ồ, có Pan nhá, khá nguy hiểm. Có Samarian của cầu thủ Sima và có Fodesian của Hoàng Mai Nhi. Rồi, Kata, Pan, Samfo, đội bạn không xấu đâu, và chúng ta vẫn đánh giá nó khỏe hơn. Chúng ta sẽ đến mảnh máy của Chim Sẻ để xem sẽ thi đấu một bài cầm Seng là như thế nào. Vâng, giải đấu AV Việt Nam Open 2019 thì hiện tại đang tạm hoãn vô thời hạn đến khi nào mà có thông tin đến từ ban tổ chức, và ban tổ chức đó là GPV. Còn về việc áo đấu thì vẫn mình đùa các bạn thôi. Hiện tại thì câu chuyện mà áo đấu thì có bán hay không thì các bạn nên inbox hoặc là đăng bài ở trên Chim Sẻ Đăng Fan Club hoặc là Sparta Gaming Fan Club để có thể hỏi các quản trị viên ở trên ý, chứ thực sự mình cũng không biết. Nếu như mà có bán thì mình đoán rằng giá của mỗi một chiếc áo bây giờ là khoảng tầm từ 200 đến 300, thậm chí là rẻ hơn. Vâng, bài Chim Sẻ mặc dù được cầm Seng nhưng mà tôi thấy đang hơi sầu. Chả có cái vẹo gì cả. Rất nhiều rừng. À, có hiêu rồi. Có hiêu thì như cung cốc quả phụ rồi thì phải. Mảnh máy của Bùi Phương Nam cầm AC trong cánh khá sâu. Đây là bài Mạnh Hào Egypt. Như vậy là Mạnh Hào đang không muốn có bài đánh cùng. Mạnh Hào đánh chém. Nam sẽ người cần phải bảo kê cho Mạnh Hào ở trong trận đấu này. Cuối cùng là 98 sẽ là người đi dâng. Katarian của 98. Đây rồi, quả phụ dành cho 98. Bà đã mắc binh của Katarian. Kéo dân ra để ăn mỏ quả này. Ơ, quả này sẽ thấy chưa nhỉ? À, chắc chưa đâu. Tôi nghĩ là cái lưỡi của sẻ nó không đủ dài để liếm được cái mỏ quả này đâu. Mỏ quả nào mà khá xa. Quả 6 mà lại còn kín. Trời ơi. Chỗ này tí làm tầm 7 ruộng thì mắc bêu. Vẽ được 7 cái ruộng thì 2BL đều từ bây giờ đến ngày kia. Hai mươi lăm dân của 98 thôi. 98 sẽ đi dâng L để sẻ có thể có một bàn đánh cục. Bài 98 lên đời cũng là khá được. Quả trả đấu thần sẻ nào. Bài sẻ được không? Quả phụ hiêu. Nhưng mà là mọi thứ thì Chim Sẻ đều có. Đây không phải là thế đẹp lắm để đánh được cục. Em chết một dân rồi sẻ. Chết một dân. 26 dân trừ 1 và tí nữa. Không biết đâu có cộng được không? Chắc là sẽ có cộng thêm một dân nữa. Có thêm một con voi, thêm hai con voi. Bài khỏe. Bài này là bài khỏe. Vâng, màu 5 dâng L vào nhà của 98. Màu 5 Quýt cũng Kata. Vâng, Kata dâng L vào nhà Kata. Oh,
Vâng, 10 bx dành cho 98 thôi. Bài đấu này 98 đã gặp khá nhiều khó khăn khi sẽ phải đối đầu với cả game thủ Cam Quýt. 98 cũng dâng L vào nhà Cam Quýt rồi. Hai người dâng L đang sẽ thi đấu với nhau. Cái màu quả này 98 có thể vẹn ra thì vẫn rất là tươi bởi vì lực của 98 sẽ làm con. Vâng, bỏ vàng được bỏ kín. Sẽ phải chọc Quýt luôn đấy. Ở nhà 98 đang có dân của ông thủ Cam Quýt được đẩy lên. Quýt ở nhà cũng đang còn vòi. Một bài khá nhiều vòi dành cho Quýt. Đến bây giờ vẫn đang ăn vòi. Làm một dân trước đã. Ờ, chưa được. Rồi, một dân. Thông tin báo về anh bạn này có mỗi Samurian của 18 đánh cùng thôi. Bài 98 sẽ là 1L và bánh xe. Đội bạn đang muốn có tình huống công tề vào nhà của game thủ U98. Một quả nó hoàng không bị phát hiện. Nhưng lực của 98 nếu như mà... À không, vẫn lên đồ bánh xe đấy. Vẫn lên được. Đây là 1E. Ông Cam Quýt lên đời muốn 98 này. Vâng, bị công tề. Chưa thỉnh tê đâu. Quýt hình như lực cũng không được khỏe lắm. 98 đang bắt đầu thả lạc đà vào nhà đối phương. T bắt đầu được cầm vào. Vâng, T bắt đầu được cầm vào vị trí mỏ gỗ. Và có thêm cả giò luôn, ăn được con T. Dần thì chưa mất con dần nào cả. Vâng, đối phương cũng có lạc đà rồi. Nhưng 98 chuẩn bị lần cấp bánh xe xong. 98 lên xe không nhỉ? À, có. Hai game thủ đi dâng L đang có thể gọi là cân nhau. Cả hai đều đang ăn của dân của nhau, nhưng mà hình như 98 mất nhiều dân hơn. Đây là Mạnh Hào. Mạnh Hào gặp người đánh cùng ở đầu cánh, game thủ cầm 18. Samurian của game thủ Simang. Ngày mai Simang đã được cầm khá nhiều trận chủ lực. Nam bắt đầu bị đi rồi. Người đi vào nhà của Nam đó là game thủ Roan Tễu. Pamirian đang có hốc dành cho Nam. Có đen cái ruộng kia ra không? Rồi, 1A. Để chắc chắn rằng nhà mình sẽ không thể bị bay bởi game thủ cầm Pamiran. Pan dâng đấy. Pan đang khá khỏe. Nhưng tạm thời Nam vẫn đang đỡ được nhà. Ra ruộng thật nhanh nè. Cái hốc này là hốc kín. Ơ, check. Sắp mấy bản đồ. À, hà bò rồi à? Ok. Đó, nhưng mà cái hốc này là cái hốc của cả Hào với cả của cả Nam đấy. Hào đang vào trong thủ phù cho Nam và vào trong chăn nhà của game thủ cầm Pan. Vợ ơi, xin hai con nào, hai con. Hào là người đi hát hay, rất hay đi hát karaoke, chính vì nên Hào hát khá hay. Ngay lập tức được một con lạc đà rồi. Ơ, vẫn còn làm con nữa không được. Vâng, tôi nghĩ Hào phải di chuyển phù. Có di chuyển phù không nhỉ? Còn đội bạn đang kết hợp quân lên rồi, thật chết rồi. Liệu rằng có vào trong không? Nam có vào trong UAV không? Vâng, đội bạn đang cùng kết hợp với lạc đà nhá. Cùng đoàn đang đi trước để bắn phù của Hào. Vâng, đang điều cùng. Hào vẫn đang cố gắng để đi chăn dắt nhà game thủ cầm Pan. Nhưng ăn hoang của người cầm Pan dường như vẫn đang là khá nhiều. Hào chưa thấy ăn hoang của người cầm Pan đâu. Hào có một phần ruộng khá ấm. 4 cái đủ để ra được 1 lò. Đây là chim sẻ. Vâng, chim sẻ đang khỏe nguyên. Tham ai 58. Vâng, cánh bên này đang tươi nhá. 98 đang có thể chém được nhà màu 5 và cũng đang chăn được nhà màu 7. Tươi đấy, tươi đấy. Cánh bên của Hào với cả Nam chắc là đứng thủ thôi. Cánh bên kia thì không thể đi công được. Đứng thủ thôi. Và cố gắng chăn được người cầm Pan thì tốt. Góc 6 giờ là game thủ cầm Pan. Game thủ vâng, Hoàng Mai Nhi đã để mất đi cái khoanh ruộng của mình rồi. Bài của Hoàng Mai Nhi cũng là bài đang có cùng. Chim sẻ đã bị tan vào tơn. Như vậy là Pan đi sang cánh kia rồi đấy. Vâng, Pan chạy nhanh thế nhở. Lúc ấy tôi vừa thấy ở phía gần nhà của Hào với cả Nam xong. Bây giờ đã có mặt ở nhà của Sẻ rồi. Đúng là lạc đà bay. Nhưng mà Sẻ cũng đang thủ nhà khá tươi. Sẻ một kíp được cái giáp 4 khi được nhận vàng đến từ những người đồng đội. Chặt của hai đã co ra thêm những khoảnh ruộng của mình. Đầu cánh thì tôi nghĩ rằng Hoàng My sẽ không phải là người quá khỏe ở trong chỗ này đâu. Bởi vì là chim Sẻ thì là người cầm xe. Và Sẻ cũng như là U98 đã cầu rất nhiều về nhà kia thủ cầm 17 Hoàng My rồi. Quay trở lại với 98. 98 đang quay trở lại để quản nhà game thủ cầm Catalian, game thủ Cam Quýt. Cam Quýt cũng đang quản vào nhà của game thủ U98. Tạm thời thì vẫn đang là cân thôi. Cánh bên kia nếu Nam đi là phải có giáp 4.
Cho vàng đi, cho vàng đi nhá. Thằng sau thằng 8 có hốc à? Ờ thì đi công làm gì? Thế đi công làm gì? Có khi đi đỡ cho nhà nó xẻ thôi. Bằng đội bạn thấy bảo là 18, cứ tưởng 18 có hốc. Cái 18 là ngoan, chúng ta không phải đi công. Vâng, chúng ta đứng thủ thôi là có chiến thắng rồi, gác 4 đi nhá. Gác 4 yên tâm đi, cung nhiều lắm. Vâng, xẻ đang kêu như vạc khi mà bị khá nhiều nhà ốp. Vâng, cả Pan, vâng, cả cái thủ cầm 17 đi ốp. Vâng, đội bạn đang ốp thì đừng xẻ khá nhiều. Và khu của chim sẻ thì không phải là khu biển. Và ba nhà đang ốp cho chim sẻ. Lạc đà đông như quân nguyên. Lạc đà đang quá đông dành cho game thủ Càng Quýt lẫn game thủ Đồ Ăn Tễu. Vâng, chúng ta phải có người đi quản được Tễu nhá. Fan của Tễu tới chưa chết quá nhiều đâu. Cung đờ của game thủ cầm phô đề chém bắt đầu lao vào trong. Lạc đà Pan bắt đầu lao vào xong. Đội bạn đang tạt hết sang cánh bên này. Và U98 phải làm được cái gì đó. U98 đã áp lực lên nhà của game thủ cầm 17. Tham mai là 21. Nhiều ấy vẫn đang khá đẹp, 17 vẫn đang còn nhà nhá. Lúc trước thì 17 đang yếu sẻ, còn bây giờ 17 sẽ phải sẻ rồi. Nam phải làm được cái gì đấy. Vâng, Nam đang để lọt nhà một tơn bởi game thủ cầm 18. Đợt này cẩn thận nhá, lạc đà rất đông đấy nhá. Nam đã có chặt có 2 rồi, đã có rắc 4 rồi. Xin tí vàng nâng cái bản đồ coi. Đợt này tập trung nhá, họ đang đảo rất nhiệt tình kìa. Đó là gặp bạn. Nam có BC cho em. Rồi có BC rồi, xin đi vàng nào ơi. Một tí thôi. Lên cái bản đồ cái. Có bản đồ để thủ nhà cho sẻ một cách dễ dàng hơn. Cơ cấu lại nhà. Hãy thật chắc tay ở trong trận đấu này. Bởi vì đội bạn thì cung chủ lực thì cũng chỉ là cung phô thôi. 18 liệu rằng đã bé đi chưa. Nam có thể cắm một con cung R xung quanh nhà để đi tìm được hay không? Hiện rằng có cắm cung R xung quanh nhà để đi tìm các cơ sở mặt của đội bạn hay không? Chim sẻ tham 57. Chim sẻ vẫn đang liên tục bị quấy bởi game thủ Hoàng Mai Nhi. Nhưng tuần này thì chim sẻ sẽ bắt được quân của Hoàng Mai Nhi rồi. Sau tuần này chim sẻ sẽ khỏe ra. Và ốp nhà vừa rồi của đội bạn là khá đông, nhưng chim sẻ không mất nhiều tham lắm. Tham của chim sẻ tụt từ 60 xuống còn 55. Tụt có 10 tham thôi. Thế là điều một tơ nữa nhà. Thế là cũng khá hay rồi. 98 tham lại 24. 98 ơi, em đi quản Pan đi. Ừ, em quản Pan đi. Nãy rồi anh chả thấy ai quản Pan đâu. Đây là Hào tham lại 30. Hào đang bị 18 đẩy rất rát. 18 xi măng đánh kiểu liều tiều, kiểu lăng hoàng mì tôm bữa ấy. Làm vài con lạc đà nào. Nó đang chửi vào nhà chi của Nam nhá. Hào hát kém ấy nhở, tức là chưa được con nào. Được một con. Hoàng lạc bạn được hai con. Một đội bạn đang muốn chuyển sang để ốp cánh bên này. Các bạn thấy được sự cơ động của lạc đà Pan trong tay của game thủ Roan Tễu. Vâng, liên tục có tình huống đảo cánh để tạo lợi thế cho các em thủ đến từ Clan AOE Smartman Hà Nam. Nhưng Mạnh Hà cũng đang có một thang mai ổn. Mạnh Hà vẫn khoanh xuống âm, vẫn đang tươi. Chuyển sang bài đánh 2L, vâng 2A và 1L. Chim sẻ tham nở lên 75. Vâng, game thủ Hoàng My đang liên tục công vào nhà của game thủ chim sẻ. Nhưng tôi nghĩ là một mình Hoàng My sẽ rất khó để ốp sẻ. Anh đang muốn 7E để đưa thế đường. Đưa chim sẻ về cái thế bánh mì kẹp chả và muốn bắt quần nhưng mà khó. Tờ này sẽ là pha hai kích, đấu hai kích. Chim sẻ dường như sẽ là ít hơn. Công nghệ được sẻ hơn cầm. Bây giờ mới kích được cái đầu máu. Và cùng gọi của Hoàng My sẽ là như thế nào rồi, chúng ta cùng xem. Hoàng My cũng đang khá độc. Chim sẻ đang hạt điểm. Chim sẻ đang hạt điểm. Tờ này là một tờ điều cùng gọi cân phèo giữa chim sẻ và game thủ Hoàng My. Nhưng tờ này thì Hoàng My không nhiều cùng, còn sẻ thì có. Và tôi nghĩ rằng tờ này sẽ có thể được. Người phải rút lui đó là Hoàng My chứ không phải là game thủ chim sẻ. Tham hai chim sẻ vẫn đang giữ ở 66. Cánh bên kia hình như Nam đang người đẩy lên. Nam bản đồ đã có rồi. Nam đang tàn một tơn sang cánh bên kia. Có ai quản được ông thần 6 chưa đây? Và tổng kỳ báo về màu 6 bé rồi. Hình như cũng bị ai quản, bị ai đó quản rồi thì phải. Màu 8 được rằng có to không? Hào sẽ người đánh màu 8. Còn Bùi Phương Nam đang tàn một tơn sang cánh bên kia. Từ từ 98 từ từ. Ơ sẻ dồn lên chứ Nam vào ngồi nhà này. Vâng, đây là cung đời chị vậy. Đúng rồi, vâng, đánh nó phải rát vào. Vậy, tiếp tục là pha giải của Bùi Phương Nam. Vâng, 2-3 lớp về này. Đúng rồi, rất tuyệt vời. Nhà của Hoàng Nhi có thấy mắc bình đến mức độ như thế nào. Ở thời hiện tại anh vẫn đang còn có quả phụ không thể mặt. Nhưng anh quyết rồi. Và tỷ số được cân bằng 2 đều ở trong siêu thứ hai. Và chúng ta có chung kết ở trong siêu đấu này. Kịch bản đang diễn ra cực kỳ giống ở trong siêu đầu tiên. Vâng, các bạn thấy được cái cách phối hợp của ca thủ đến từ Hà Nam.
Vâng, cảm thấy rằng không ốp thì là phát từ kiến thủ để ứng ngay lập tức anh tạt cánh bên kia để có thể làm yếu được kiến thủ chim sẻ. Mặc dù sẻ có lợi thế trước màu bầy Hoàng Mai Nhi rồi, nhưng với tơ tạt cũng đang khiến sẻ khá đau. Mặc dù vậy sẻ thủ nhà cũng tương đối dẻo.